tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn về một giống cây trồng mới. Giới thiệu các bạn, đây là cây sung ngọt Mỹ. Cây giống sung ngọt Mỹ này hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Cây giống khi nhập về Việt Nam thì hoàn toàn khỏe mạnh, sạch mầm bận. Cây khi nhập về Việt Nam có chiều cao trên 80 cm. Khác với các giống sung khác trên thị trường Việt Nam thì lá của cây sung ngọt Mỹ xẻ thùy. Quả của các giống sung khác trên thị trường Việt Nam khi săn và cũng như khi chín ăn đều có vị chát. Thì điều trái ngược của giống sung ngọt Mỹ là khi quả săn ăn không có vị chát và khi chín thì ăn có vị ngọt và thơm. Giống cây sung ngọt Mỹ nếu chăm sóc tốt thì quả rất là to, trên 100g một quả. Giống cây sung ngọt Mỹ là một giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh, hầu như không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Cây rất sai quả và cho quả quanh năm. Ở đây là một giống cây trồng cho năng suất cao, rất thích nghi, phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Đây là một giống cây trồng cho giá trị kinh tế cao, giúp người dân Việt Nam làm giàu chính đáng từ sản phẩm nông nghiệp. Quả sung Mỹ khi ăn rất là ngọt, được sử dụng làm trái cây như các loại trái cây thông thường khác. Quả sung Mỹ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Cây sung Mỹ dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh. Cây rất là sai quả. Nếu chăm sóc tốt, quả có cân nặng trên 100g trên một quả. Cây sung Mỹ rất là sai quả và cho năng suất cao. Đây là cây giống cây sung Mỹ được trồng từ hạt. Cây sung Mỹ được trồng thích hợp nhất đối với đất mùn, đất tơi xốp. Giàu chất dinh dưỡng và thoát nước tốt.